Xin chào bạn, mình là ông Chuyên. Hôm nay mình sẽ quay một video kích chạy cái nguồn server 12V này. 12V 61A, 61,5 con trên nhé. 12V 61,5A. Công suất khá là lớn nhé. Hai con này của hai hãng khác nhau, một con của Emerson, con của Delta Electric. Mình có nhìn thì thấy cái giác cắm đầu ra của hai thằng này gần giống nhau nhé. Khả năng là giống nhau ấy, chả biết có khác không. Giống nhau nhé, nội thất khác nhau nhé, nội thất hai thằng khác nhau. Những cái này của một bác gửi cho mình và nhờ mình kích, thì mình có tra Google thôi, tra Google cách để kích mở cái này, vì những cái thằng này nó là hàng cao cấp, linh kiện nó cực kỳ nhỏ luôn. Mấy con phần tín hiệu này nó nhỏ xíu, không nhìn được tên, không có ký hiệu, không có tên nhé. Sửa này thì chắc chịu. Mình chịu, mình không thời gian để mình mò mấy cái này. Thì con thứ nhất mình Google cách kích thì con này là của thương hiệu Emerson này. Quả nhiên là Emerson model 700-1605-G00. Thì phương pháp kích nhé. Chân số 1, 2, 3, 4, 5 này. Đối với chân ngoài cùng này, đây là mặt trên nhé. Còn đây là mặt dưới của nó đây. Mặt dưới 1, 2, 3. Để mình lại kích như này. Thì cắm điện nào thì mình thấy nó hoạt động rồi. Đã xuất 12V ra nhé. Mình đo điện áp xem nào. 12,3 có điện áp nhé. Con thứ hai là đối với con thương hiệu Delta này, trên YouTube có hướng dẫn luôn, model là DPS 750AB1 nhé. Thì phương pháp kích nó lại khác, kích chân này này và chân này, chân dưới nó có đánh số thứ tự chân này, đây là chân 4 này, chân 4 và chân 17 nhé, theo thứ tự chân 4 và chân 17 nối vào chân mát, nối vào chân âm 12V ra này. Thì con này mình kiểm tra thì nó lại không được, nó đang bị lỗi chứ không phải lỗi phần phương pháp kích đâu. Con này nó lỗi là mình cắm AC vào nó không sáng đây đâu nhé. Về phương pháp kích thì trên Google người ta hướng dẫn và có những người ta làm trước thì chắc là không sai đâu. Con này là do bị lỗi cái con nguồn này thôi. Hiện tượng mình cắm vào ấy thì nó sẽ không sáng được cái đèn AC này. Đây nào cho các bạn dễ nhìn nhé. Cái đèn AC đây không sáng, quạt rú lên nhé. Mình cắm nối tiếp qua cái bóng đèn ở đây này. Thì cái bóng đèn này nó nhá liên tục này. Giờ này nó đánh liên tục nhé. Còn cắm điện trực tiếp này, quạt kêu nhưng không sáng được hai cái đèn AC và DC đây ra nhé. Theo cái kênh YouTube mình xem ở trên kênh ở bên nước ngoài như bên Ấn Độ ấy, thì khi cắm AC về đèn AC nó sáng, một lúc sau nó sẽ đóng cửa này xuất DC ra nhé. Nhưng với những con như này thì mình sẽ không sửa đâu. Và với con này thì cái bác kia gửi cho mình thì bác lại không bắt ốc của cái lắp này, dẫn đến cái lắp này nó bung ra nhé, bung ra này nó mẻ một ít mạch ở đây, nhưng mà không ảnh hưởng đâu, có đứt một vài đường mạch nhưng đường mạch thì nó để chờ ra ngoài thôi, nó không nối đâu cả. Đường mạch nó để chờ vị trí nối bổ sung này, nhưng mà đứt thì nó vẫn đang làm việc được, không phải làm lại đâu. Thì sẽ hoàn thiện lại được một cái này gửi cho bác nhé. Còn cái này thì cũng trả lại bác luôn thôi, mình sẽ không sửa. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.